Các bạn ơi, các bạn biết tin gì chưa? Tokabuka nó đã bán miễn phí, các bạn đã tặng mấy cái khu mới mọi người. Nên này mọi người ơi, mọi người nhìn này, đẹp kinh khủng luôn ý. Ôi, mình cứ tưởng là mình đang nằm mơ không ý. Thật ra là mình cũng chừng lâu lắm không chơi rồi mọi người. Xong nay vô thấy được tặng mấy khu mới mới này. Ôi, nhìn thích lắm luôn ý mọi người ơi. Hay là mọi người hãy cùng mình khám phá mấy khu mới mới trong Tokabuka bản free nha. Bắt đầu thôi. Đầu tiên thì đây là một khu phố, gọi là một thành phố biển nè mọi người. Mọi người đi xem này, đây là một chỗ mình nghĩ là nó sẽ là cho những người đi câu cá, hoặc là kiểu như một cái nơi để người đến healing, thư giãn sau những ngày làm việc, học tập mệt mỏi ấy. Ở đây có rất là nhiều loại sinh vật này, và mọi người đến đây thì có thể là trượt ván này, lặn xuống xem các con động vật này, các con sinh vật rất là đa dạng và nhiều luôn đấy mọi người. Và con nào màu sắc rực rỡ cũng rất là đẹp luôn ý. Trước thì mình rất là mong muốn là Tokabuka họ sẽ mở cái khu free về biển ý mọi người, bởi vì là mở khu này thì tớ sẽ có nhiều ý tưởng để làm video hơn ý. Còn đây là chỗ bán mấy cái gọi là kẹo hay bánh, gọi là kiểu quả chuối người ta nhúng sô-cô-la mọi người. Ở ngoài đây thì món này ăn rất là ngon và mình đã từng thử rồi. Mọi người đã thử chưa? Bây giờ thì nhân vật mình đã được thử rồi nè. Tiếp theo thì mình sẽ khám phá đến một cái chỗ mới cũng ở khu biển, đó chính là đây gọi là một nhà hàng về hải sản ở biển ấy mọi người ạ. Mọi người có thể xem qua nè. Bây giờ thì chú đầu bếp Bạch Tuộc đã làm món cho mình. Và món này thì mình cũng không biết tên nó là gì luôn ý. Đây là một xiên nướng, còn kia là cua hả? Cua chiên hay như nào ý, mình cũng không biết. Nói chung là nhìn rất là hấp dẫn và đẹp luôn ý mọi người. Nó mở nhiều cái món mới để cho mình có thể sáng tạo, làm nhiều video hay hơn này, cho nhân vật của mình có thể là thư giãn và có nhiều điều mới mẻ hơn. Còn đây là nhà vệ sinh này các bạn, nhìn khá là đẹp ha. Ui, chỗ này siêu chill đấy các bạn ạ. Mình có thể ngồi đây thư giãn này, ngắm biển này, quá đã luôn. Và đây cũng là một cái chỗ để cho các cặp đôi có thể đến đây hẹn hò này. Nhìn rất là lãng mạn luôn đấy mọi người ạ. Dưới ánh nến này, đêm hoàng hôn nữa. Giờ mình sẽ khám phá cái khu cuối cùng về ở thành phố biển nha. Đây có thể nói là một thủy cung mọi người ạ. Rất là đẹp luôn ý. Họ bán nhiều đồ lưu niệm này. Ở trong này có rất là nhiều các con cá xinh cute luôn ý các bạn ạ. Trong này thì là chỗ cho các bác sĩ có thể khám cho các em cá bị bệnh. Ôi mọi người ơi, trong này có rất là nhiều cái hay đâu đấy mọi người. Có ví dụ như đây này, người ấn vào mấy cái nút vàng, xanh, cái đỏ này, nó sẽ có thức ăn hả? Thức ăn cho các em cá ấy. Rất là nhiều, kiểu nhìn nó rất là hay đấy các bạn ơi, nhìn đẹp. Mình nhớ là trước đây mình xem trên YouTube có một cái cách làm này rất là hay ấy, mọi người nên làm theo mình nha. Mọi người lấy em lên điện ở trong cái dương kho báu mọi người. Mọi người chờ ở đây này. Mình nhìn thấy năng lượng và đang lên không? Mọi người chờ nhé. Ta-da! Bây giờ thì các em cá và các em sinh vật ở dưới biển đang nhảy múa theo nhạc, và như kiểu là một cái bữa tiệc party ấy mọi người ạ. Nhìn rất là hay luôn ý. Nhìn các em mặt em là cũng cười, nhìn vui quá. Nhìn đây thật cute các bạn ạ.
Giờ thì mình sẽ khám phá cái khu cuối cùng mà Tokaboka đã tặng miễn phí cho mình đợt này nha. Thì đây là một khu buffet tự phục vụ ấy các bạn ạ. Ở đây có rất là nhiều món ăn mới mà lạ luôn ấy các bạn ơi. Ở đây có cả trà sữa này, nhiều loại bánh kẹo khác nhau này, có cả bánh pancake nữa các bạn ạ. Đó, có rất là nhiều thứ mới mẻ và đều mà mình siêu thích khu này luôn ý. Có rất là nhiều đồ ăn ngon. Giờ mình đang cho nhân vật của mình uống trà sữa này. Thế chắc là đây là trà sữa khoai môn. Mấy mọi người ăn uống sau nhớ vứt rác gọn gàng nha. Tiếp theo là mình sẽ ăn một cái bánh. Chắc là như là đây là bánh quy kẹp kem hay sao ý. Quá là ngon luôn. Còn giờ thì mình đang làm nước. Mình sẽ chọn trà sữa. À không, đây gọi là gì nhỉ? Đây là món gì mình cũng không có biết nữa. Nhưng đây là vị bạc hà hay sao các bạn ạ? Ôi, siêu là hay luôn ý. Và lần này thì Toka có tặng cho mình rất là nhiều tóc này, mắt, nói chung là các phụ kiện để mình có thể là tạo nhân vật đấy. Mới và đẹp lắm luôn ý mọi người ạ. Hầu như là các cái phụ kiện này là mất phí, nhưng bây giờ nó được tặng free rồi các bạn ạ. Mọi người hãy vào Tokaboka ngay và luôn để có thể khám phá những cái bộ đồ và tạo nhân vật thật là đẹp nhá. Và khám phá một cái khu mới đó nữa. Mình rất là thích luôn ý. Mình vào rồi xong rồi mình mới thoát ra để mình làm video này cho mọi người ấy. Bởi vì là mình kiểu mình rất là thích luôn. Mình vô là mình đã ôi sao được nhiều cái mới lạ thế. Ôi được free à. Giờ thì mọi người hãy xem lại một vòng thế giới Tokaboka free nhá. Giờ nó tặng thêm rất là nhiều khu mới. Mình mong là trong tương lai thì Tokaboka cũng sẽ tặng cho mình thêm thật là nhiều khu nữa để người chơi free có thể cảm nhận được rất là, nói chung là cảm nhận được nhiều cái chỗ mới mẻ ấy mọi người ạ. Để mình có thể là xây dựng một thế giới cho nhân vật của mình thêm đa dạng và màu sắc hơn. Thì bây giờ cũng đã là hè rồi nên là tớ sẽ cố gắng làm con ong chăm chỉ để ra nhiều vlog hơn nha. Thật ra là mình cũng không có ý định quay lại đâu, nhưng mà tại Tokaboka tặng mình mấy khu này mình thích quá nên là thôi bây giờ mình sẽ làm lại video nha. Cảm ơn mọi người đã xem đến đây và cảm ơn mọi người đã luôn luôn ủng hộ mình. Mình đã bỏ làm chắc là cũng khoảng 2 năm rồi ý, mà bây giờ các bạn vẫn còn xem để ủng hộ mình thì mình quá là yêu các bạn luôn. Bye bye nhi. Mọi người xem clip nhớ